Kênh Mai Vàng Tấn Lộc xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em đến vườn mai của ông anh. Thì hôm nay em có quay mẫu gốc mai hoành eo 70 cô chú anh chị. Thì cây này là hoành eo 70. Thì em có đo rồi cô chú anh chị. Đây, hoành eo 70 là em đo ngay chỗ đây cô chú anh chị. Đây, hoành eo 70 là em đo ở đây cách đế 10 phân nha cô chú anh chị. Đây, cây này đang lên xù nha cô chú anh chị. Một thân một cốt. Đây, quay tổng dàn tàn cho cô chú anh chị mình xem. Quay tổng dàn tàn cho cô chú anh chị mình xem. Chỉ cần rất là lực. Thì đây, quay tổng cái dàn xương. Cô chú anh chị mình xem cái dàn xương. Dàn xương chỉ cần rất là. Thì cái này là hoành eo 70. Cô chú anh chị. Đó. Cái nhánh thoát thân đầu tiên là em đo cái nhánh này là 25 nha cô chú anh chị. Đây, cây đang bể xù. Cái này cây đang bể xù nha cô chú anh chị. Đây, cái này bể xù nha cô chú anh chị. Đó. Quay cho cô chú anh chị mình xem, cây này là đang bể xù. Chỉ cần rất là lực. Đây. Hoành eo 70. Đó. Tổng đầu đế rất là chi là rất là đều cô chú anh chị. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Ngồi đế. Đế rất là đều. Rất đông rất là đều tứ diện luôn cô chú anh chị. Rồi. Quay tổng đầu đế cho cô chú anh chị mình xem. Đế đều tứ diện. Rồi. Cái đang bị xù đang lên xù luôn nha cô chú anh chị. Đó. Đang lên xù luôn. Cây đang lên xù bể xù. Cây đang xù luôn nha cô chú anh chị. Đang xù nha cô chú anh chị. Cây này rất là lực. Rồi. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Thì cây này đang rất là bể xù rất là nhiều nha cô chú anh chị. Một thân một cốt chốt đột không lỗ luôn nha cô chú anh chị. Một thân một cốt chốt đột. Chỉ cần rất là lực. Tổng dàn đế. Qua về đế cho cô chú chị mình xem. Cây này cây xù nha, cây mai xù nha cô chú anh chị. Hoành eo 70. Đế đóng đều tứ diện. Thì cây này chủ nhà cũng cưng lắm, nhưng mà tình hình do đang kẹt tiền công chuyện cho nên chủ nhà bước nhường lại cây này cho anh em nào hợp nhãn thì cứ alo cho Mai Vàng Tấn Lộc. Mai Vàng Tấn Lộc sẽ báo giá với cô chú anh chị mình. Đó. Thật sự cây này chủ nhà cũng rất là cưng vì cây này đang lên xù với cô chú anh chị. Cây này xù rất là nhiều. Đó. Quay tổng vườn đế cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Chỉ cần rất là lực. Một thân một cốt chốt đột. Đó. Nhánh thoát thân đầu tiên là em đo 25 nha cô chú anh chị. Chỉ cần rất là đều đóng tứ diện luôn cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào hợp nhãn thì cứ alo cho em. Thì số điện thoại em có để dưới cái phần mô tả của cô chú anh chị. Quay tổng dàn tàn cho cô chú anh chị mình xem. Này là hồi Tết cũng không có chơi bông. Nên là nụ đất rất là nhiều thì cô chú anh chị nào hợp nhãn thì mình cứ giao lưu cây này rồi về mình lặt lá rồi mình chơi bông luôn nha cô chú anh chị. Đó. Cô chú anh chị. Anh em quay cho cô chú anh chị thấy. Nụ rất chi là bự. Đây. Tổng dàn xương. Đây, dàn xương. Tại cành đóng tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Xù cây đang lên xù luôn nha cô chú anh chị. Cây đang lên xù. Một thân một cốt chốt đột. Cây rất là cao. Cây này chiều cao khoảng 5 mét cô chú anh chị. Tán ngang 4 mét rưỡi cô chú anh chị. Quay tổng dàn tàn cho cô chú anh chị mình xem. Một thân một cốt chốt đột. Chỉ cần đóng tứ diện. Đây, quay lại cho cô chú anh chị mình xem dàn xương dàn tàn.
này dàn đế của cô chú anh chị. Đế đó đế rất là đều tứ diện cô chú anh chị. Đang quay dàn đế cho cô chú anh chị mình xem. Đế đều tứ diện. Không thiếu mặt nào cô chú anh chị. Cái này là đế đều tứ diện. Đây đang lên xù. Đây đang lên xù. Xù bể rất là nhiều cô chú anh chị. Cái này cũng đang lên xù. Cái này đang lên xù cô chú anh chị. Cái đế đều tứ diện. Quay dàn xương cho cô chú anh chị mình xem. Chỉ cành đóng tứ diện, một thân một cốt dốt đột. Thân một cốt dốt đột. Cây đang xù. Cây đang lên xù. Thì cô chú anh chị nào xem kênh nhớ hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình dành nhà Thắng Lộc. Xin cảm ơn cô chú anh chị. Cây đang rất là bể xù xù nha cô chú anh chị. Xù tới lên trên luôn. Hôm qua cái độ xù cho cô chú anh chị mình xem. Đó. Này cũng đang bể xù luôn nha cô chú anh chị. Cây đang bể xù đang lên xù luôn. Tới lưng họn luôn cô chú anh chị. Đó. Đây nụ một lông thân luôn nha cô chú anh chị. Đó, nụ một lông thân luôn. Cây đang bể xù. Cây xù rất đẹp. Cây rất chi là đẹp. Chi cành đóng tứ diện. Không đế không thiếu mặt nào nha cô chú anh chị. Quay cho cô chú anh chị mình xem. Thì cô chú anh chị nào hợp nhãn thì cứ alo cho em. Em xin nhấn lại, hoành nêu là 70, chiều cao 5m, tán ngang 4,5m. Cây mai xù. Đó, đang xù, đang lên xù rất là nhiều. Bể nách. Nào là xù gốc nha cô chú anh chị. Em xin nhấn lại, đây là xù gốc luôn. Đang bể xù luôn. Cây đang rất là bể xù. Đây, tổng vàng đế. Chỉ cần đóng tứ diện. Đây dàn đế của chú anh chị. Quay dàn đế cho cô chú anh chị mình xem. Đế đều tứ diện. Thì cô chú anh chị nào mà hợp nhãn thì cứ alo cho em. Rồi em sẽ dẫn cô chú anh chị mình tới vườn mình xem cây cho thực tế của chú anh chị. Rồi cây này chủ nhà cũng cưng lắm, nhưng mà đang tình hình đang cần tiền cho nên mới bán cây này cho cô chú anh chị nào hợp nhãn thì cứ vô lưu. Cây này em xin chào cô chú anh chị.